Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319 princesslife.com được một phần khoai chiên cỏ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay Big Mac cảm ơn quý vị vừa như làn sóng của đài đi đôi sài gòn tv trong chương trình cà phê sáng của tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay cùng nhiên và Lê thái kính thưa quý vị trong cuộc sống của chúng ta vấn đề mà hôn nhân à, cưới vợ gả chồng là một cái vấn đề mà nó quan trọng cả đời của một đời người đôi lúc của chúng ta đặt cái niềm tin vào một cái người nào đó mà chúng ta bị mất cái niềm tin Ờ, trong hôn nhân thì nó nó là một cái chuyện đáng buồn đúng không yeah. cả nam lẫn nữ vậy chứ không qua liên riêng riêng gì nam hay nữ yeah. ai mà bị mà đổ vỡ trong hôn nhân người ta cũng buồn nếu như người ta yêu thật sự nha yes. còn những người mà kiểu mà à toàn tem tí tí ăn, <laughs> ăn, ăn 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 cơm ngoài ăn luồng này vào. nọ đó, ăn vụn nào, đi ăn chén phở rồi ra <laughs> ngoài ăn bún bò quế mà chán cơm thèm phở thèm bún bò quế thèm bánh bèo bánh nậm này nọ đó yeah. thì uh, cái đó mình không bằng tới yeah. nhưng ngày hôm nay là thái đưa đến quý vị một cái thông tin về một cái chàng trai thưa quý vị uh, anh đòi lại cái xính lễ mà anh đã đưa cho nhà gái uh, sau khi mà kết hôn và cô vợ đã bỏ đòi bỏ anh sau chỉ có mới 33 ngày cưới thôi và cái thông tin này đang làm đình làm đám ở Trung Quốc trong mấy ngày vừa qua một người đàn ông ở Hà Nam thưa quý vị mang một cái uh, xe ô tô và treo một cái băng rôn tới nhà người vợ cũ và đòi trả lại cái số nữ trang và một phần tiền xính lễ sau khi mà có cô, cô này đòi ly hôn chỉ 33 ngày sau ngày đám cưới và người đàn ông này là họ Hu 25 tuổi đến từ tỉnh Hà Nam thưa quý vị đã vay nặng lãi để chi trả cho đám cưới mình trị giá là 510.000 nhân dân tệ tương đương là 72.000 mỹ kim với cô Linh nhưng hôn nhân của họ đổ vỡ chỉ sau mà 33 ngày thôi khiến cho anh Hu này yêu cầu nhà gái là phải hoàn trả một phần cái chi phí đám cưới tương đương là 140.000 nhân dân tệ là 20.000 mỹ kim anh không đòi lại hết anh đòi là 140.000.000đ tại tôi cũng đàng hoàng chứ bộ chứ đâu uh -huh. là hết đâu. Yeah. Dạ vâng. À, và anh nói rằng là à, anh với cô này ở gần nhau và chỉ cách nhau có 3 km thôi, quen nhau qua mai mối và anh cảm thấy là cái đối phương rất là tốt và đính hôn chỉ 3 ngày sau đó sau khi mà gặp nhau, thấy cô này tốt. Rồi. Và anh hô cho biết rằng là họ được mai mối năm 2021 và làm đám cưới cuối tháng 1 năm nay. Và anh hô cho biết là toàn bộ chi phí trang trải cho đám cưới là do anh và cha mẹ anh dùng tiền tiết kiệm cả đời và vay mượn họ hàng để mà tổ chức cái đám cưới này. Và chi phí đám cưới của họ được cho là rất xa, xa hoa so với tiêu chuẩn của cái tỉnh Hà Nam tại Trung Quốc. Và nơi đây là nơi cái thu nhập trung bình hàng năm chỉ là 22.000 nhân dân tệ, tương đương là 3.100 Mỹ Kim trên đầu người trong năm 2021 mà thôi. Và các chi phí bao gồm là một chiếc ô tô, xính lễ bằng tiền mặt mà gia đình cô dâu yêu cầu và một số lễ vật đính hôm khác tuy nhiên thì chỉ một tháng sau đám cưới thì anh ly à, cô ly này đã dọn ra khỏi nhà sau khi cãi nhau với chồng vì anh đã ngủ quên khiến cô bị nhốt bên ngoài vào đêm muộn có nghĩa là khi mà cô về nhà anh này ngủ quên gõ cửa hoài mà anh không mở cửa bà này phải giận quá bà đòi ly dị vậy có, có vậy thôi quá rồi, có dạy, tức quá... thôi mà, vậy thôi ly dị thôi ra ngoài ngủ khách sạn có gì đâu thì biết chồng mình Ở trong ngủ quên thôi có gì đâu còn không thì mày đứng ở phía ngoài để cho ổng cắn rất lương tâm <laughs> đúng không chị như đúng giống rồi. như chị Như Huyền là phải đứng ở ngoài cho cắn rất lương tâm kiểu mà sáng dậy tôi vô trong phòng anh thấy tôi bệnh tôi thấy anh thấy tôi sổ mũi anh thấy tôi ho sổ sổ anh thấy tôi ho sổ sổ anh đau đớn lòng anh luôn đó phải cho kiểu mà co, cho người chồng của mình cắn rất lương tâm như vậy mới hay đúng không uh -huh. còn này cô này cô đòi ly dị rất là dễ dàng trong vấn đề là gì và wow, dạ vâng <laughs> và gần đây thì cái vấn đề của anh Hồ đã sốt trên mạng xã hội khi mà công khai đòi nhà gái hoàn tiền và anh chạy cái xe hơi qua tới và treo cái băng rôn đòi tiền thưa quý vị và anh treo cái biểu ngữ và phát la lớn đậu xe bên ngoài nhà của bố mẹ vợ cũ tại huyện Bian Giang của tỉnh Hà Nam và anh nói rằng là anh chỉ muốn trả lại đồ trang sức mà nhà của anh ba mẹ của anh đã mua cho cho cô Ly này thôi và trị giá là hơn 40.000 nhân dân tệ cùng 100.000 nhân dân tệ tiền mặt mà gia đình của 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 anh và mẹ anh đã đưa. Và hồi nói rằng là anh đã vay 160.000 nhân dân tệ từ người thân để tổ chức cái đám cưới này và sau khi mà vợ bỏ đi thì anh đã nộp đơn lên tòa án địa phương xin ly hôn nhưng bị từ chối vào tháng 6. và sau khi cô ly tuyên bố là họ đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì theo phán quyết của tòa nhưng ở, ở, ở huyện bi anh thưa quý vị thì anh này đã nộp đơn kháng cáo và được xét xử vào tháng tới và câu chuyện của cuộc hôn nhân tăng vỡ của vợ chồng anh tạo nên một cái cuộc thảo luận rất là sôi nổi trực tuyến ở trên các mạng xã hội của trung quốc weibo rồi những cái mạng xã hội đó và nơi vốn chỉ có đám cưới là chi phí đám cưới rất là cao và đặc biệt ở những khu vực nông thôn đó thì cái việc mà tổ chức chuẩn bị xính lễ và tiền thách cưới nhà gái nặng tài chính hơn rất là nhiều đối với những người mà người ta bị kém tài chính có nghĩa là nhà gái người ta yêu cầu tài chính rất là cao và nhiều trường hợp như vậy nên được công khai và thường thì chính quyền Trung Quốc người ta nhiều lần đưa ra những cái chỉ thị nhằm cải cách những cái truyền thống đám cưới và khuyến khích chi tiêu tiết kiệm hơn cho những cái xính lễ và tiệc cưới trong tương lai tuy nhiên thì bất chấp những cái nỗ lực của chính quyền hiện nay thì uh, tiền thách cưới vẫn tiếp tục gia tăng và thường tiêu tốn hàng trăm ngàn tiền uh, nhân dân tệ chủ yếu là đổ trên vai của nhà trai uh, hiện nay thì <laughs> cái tỷ lệ mà uh, con con trai ở ở ở ở Trung Quốc ấy. Trung Quốc nha yeah người ta gọi là trọng nam khinh nữ thành ra là cái đất nước Trung Quốc nó rất là nhiều con trai khi mà con trai nó đẻ ra nó rất là được 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 được, yêu mến yeah. thành ra trọng trọng nam khinh nữ mà hiện nay thì nam hiện nay số lượng dân số của nam của ở bên Trung Quốc nó gấp 3 gấp 4 lần cái số lượng của nữ yeah. thành ra hiện nay bây giờ là con gái bên Trung Quốc rất là có giá trị mà con trai yeah. bên Trung Quốc nó rất là kém giá ở trị luôn hơi bị ấy có nghĩa là nhiều cái chợ làng như Lê Thá và như Huyền vẫn đưa đến quý vị những thông tin có những cái ngôi chợ những cái ngôi làng và những cái nơi người ta đến để mai mối những cái đám cưới và những nhà gái này đặt ra những cái, cái tiêu chuẩn rất là cao đối với nhà trai và đặc biệt là đám cưới Trung Quốc chỉ có đi dường bao giờ chưa? chưa 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 nhà gái thách cưới đóng cửa phòng lại và thách cưới thách cái tiền á thách, thách cái tiền cưới là giống như cái cổ hồi môn rất là cao thậm wow. chí là một số nhà trai phải chuẩn bị những cái số tiền đó mới mới đủ để mà trang trải mới cho mở cửa phòng để đón cô dâu ra phải có tiền mới đám cưới được phải không? có tiền mới đám cưới được wow. nhưng mà lê thái là lê thái nghèo lê thái đâu có cưới được mấy cô trung quốc này đâu bây giờ em không muốn cưới của em đâu có cưới được nữa đâu cho nên em cưới không. việt nam <cười> <cười> đúng thảm tư quý vị ờ ta về ta áo, tắm áo ta không. dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn mà thật sự là em nói thiệt là con con gái việt nam vẫn đẹp hơn em đối với đẹp em trong mắt con gái việt nam vẫn đẹp yes. và những người phụ nữ việt nam vẫn đẹp quý vị có công nhận không những cô những chị đang xem chương trình có công nhận là con gái Việt Nam của chúng ta rất là đẹp, nhu mì, nét na, duyên dáng và vô Duy cùng giang. có văn hóa, dịu dàng này. Ừ. Giống như chị như Huyền này. Cảm ơn Lê Thái rất là nhiều, Lê Thái khéo quá, lúc nào cũng khen hết. Cảm ơn Lê Thái. Tại vừa rồi hai chị em cứ khen qua khen lại về cái áo của Lê Thái đẹp quá đó thưa quý vị như thích lắm, luôn, thưa, tư quý vị. còn bị làm nữa đó. ơn, <laughs> <laughs> thưa quý vị, nói về Mummies là nói về bên Ai Cập khi mình nhắc tới mummies là nói về bên ai là mình nghĩ tới ai cập liền phải thưa quý vị thì hầu hết những nhà khảo cổ họ thường đi về ai cập để mà họ khảo sát thì càng lúc họ càng khảo sát ra rất nhiều những cái điều mới lạ thì ngày hôm nay họ đã thấy được những cái xác ướp mà trong cái lưỡi của những cái xác ướp này nó bằng vàng thưa quý vị nơi mà họ dắt vàng ở dưới cái lưỡi của nó dễ sợ chưa và cái khám phá này được thực hiện tại nghĩa địa crisne ở trung tâm đồng bằng của bên phía sông Nai và được phát hiện vào năm 1989. Địa điểm này được coi là bị chiếm đóng trong thời kỳ của La Mã, kéo dài khoảng 300 trước công nguyên tới 640 CN. Và các xác lưỡi vàng này được khai quật trong cái uh, một khu uh, khảo cổ nơi có nhiều thi thể được chôn cất trong nhiều cái thời gian khác nhau trong cái thời Ai Cập cổ đại mỗi bộ xương được khai quật có tráng men bằng vàng và trong những bộ xương đó cũng có giác vàng nữa thưa quý vị tức là những cái người này hồi xưa họ dự đoán rằng là những cái xác ướp này những cái con người này họ rất là giàu và những chiếc lưỡi vàng là một là họ đang họ chỉ đoán thôi cho họ chưa được tìm tìm được chính xác cái lý do tại sao mà ở dưới lưỡi nó có giác vàng ở dưới. Và đầu năm 2021, các nhà nghiên cứu đào bới tại địa điểm à, 2000 năm tuổi của Ai Cập phát hiện ra một hộp sọ và một vật trang trí hình lưỡi lấp lánh đóng khung trong cái miệng mà cái miệng nó hả ra như vậy như quý vị thấy ở trên màn hình. Và sau đó cuối năm 2000, hai, 2000 2021, một người đàn ông, một người phụ nữ và một xác ướp trẻ em lại được tìm thấy có những chiếc lưỡi vàng có niên đại hơn 2.500 năm. Thưa quý vị, thì đây là cái chiếc lưỡi ở đây của người vợ, uh, người vợ, người chồng và đứa con. Vào thời điểm khám phá ra được, thì bộ du lịch cổ vật của Ai cập nghi ngờ cái số vàng này đã được những người xác ướp đặt từ đó để lâu để đảm bảo người chết có thể di chuyển sang thế giới bên kia thì đi về lại quá khứ thì cái những cái cổ tích những cái câu chuyện về cổ đại về Ai Cập cổ đại thì những cái đồ bằng vàng là cái trang trí nghi lễ trong cái tang lễ của người Ai Cập và cái yếu tố lấp lánh gọi là cái xác thịt của các vị thần cụ thể ấy là ở Ai Cập nó họ thờ thần mặt trời, thần Ra và gắn liền với khái niệm là vĩnh cửu, phần ra là thủ lĩnh của tất cả các phần Ai Cập cổ đại và tạo ra mọi thứ và các chiếc lưỡi vàng này đại diện cho con đường dẫn đến ánh sáng khi những cái người chết này họ bị mất đi thì đó là một trong những cái dự đoán mà những người đó tự bị chết thì những người này họ giàu nữa thì họ đúc vàng ở lưỡi ở trong xương để họ được đi về cái vùng vĩnh cửu rồi đi về đi về cái ánh sáng của mặt trời đó thưa quý vị dạ vâng cảm ơn chị như huyền và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng của tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay của như huyền và lê thái một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ như huyền và lê thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau